Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Lão Triệu, đi nhanh thôi. Mạc Phàm và Hải Đế vẫn ở bên ngoài chống chọi. Ấy bắt đầu. Không nhìn thấy, nhưng mà tôi nghe nói tiểu Medusa hôm nay đã được đưa đến tiền tuyến rồi. Apat có khả năng là cũng bị đưa qua đó rồi. Những người này là đội canh gác của phía chính phủ After. Lần này mọi chuyện có vẻ khó khăn rồi đây. Cái này gọi là chống đỡ sao? Tên Mạc Phàm này đúng là biến thái thật. Đuổi theo pháp sư siêu giai để đánh, còn cho người khác chút tôn nghiêm nào nữa hay không? Tên này không chịu rút nồi, là đang cố ý muốn bám lấy Mạc Phàm. Mạc Phàm, hắn đang cố ý kéo dài thời gian. Apat có thể đã bị đưa đến tiền tuyến. Chúng ta đến đối phó với hắn, cậu nhanh đuổi theo đi. Được, giao lại cho mọi người. Còn muốn chạy? Phong nhẫn. Liệm lực bào. Chi bằng chúng ta đến chơi với người một chút. Hừm, không biết tự lượng sức mình. Tam trùng niệm lực trọng bào. Phong chi dực. Cái gì? Cũng có chút bản lĩnh đấy. Vậy chiêu tiếp theo thì sao? Thủy hoa thiên mộ kết giới. Yên tâm, có tôi ở đây. Mẹ nó, mấy tên này từ đâu đến vậy? Đây nè, phong băng linh cửu. Đáng ghét. May mà trước đây đã đánh dấu chất hắc ám lên người, lên trên người dẫn đầu kia, nếu không sao có thể tìm được. Âm thanh này nè. Phía trước là thành chiến đấu Cairo. Chết tiệt. Tên đó đã chạy vào thành chiến đấu rồi. Cho dù năng lực của sĩ binh ở trong thành chiến đấu bình thường, nhưng số người có lẽ là không ít. Ủa, châu chấu hắc ám. Ở đây canh giữ nghiêm ngặt, xem ra muốn lẻn vào cũng khó. Tên kia là Trại Nghĩa Đức. Xem ra cấp cũng không thấp. Sao vậy? Không có gì, chúng ta vào thôi. Đừng để chú của tôi đợi quá lâu.